Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chùm tài xỉu trên tựa game 68 game bài các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì mình đã tiếp tục chia sẻ cho các bạn làm sao để các bạn có thể kiếm được tiền trên tựa game 68 game bài nha các bạn nhá. Và bây giờ thì mình sẽ vào tựa game đây. Ok, vào sẽ vào là mini game này và sẽ vào tài xỉu này các bạn. Hiện tại thì mình sẽ cố gắng mình bắt cầu anh em nhá. Cố gắng là bắt cầu anh em ạ. Vào thêm tài xỉu đỏ nữa anh em. Hai tài xỉu này. 11 này. Ôi đúng rồi, 11 về xỉu này anh em. Về con ngay con 8 này. Thì cái cầu BC khá là ổn này. 6 này, 6 lên tài. Tài 3 lít đâu ở đánh đại tài 2 4 lít đi. Đó đánh đại tài 4 lít thôi. Không ăn thì thôi anh em ạ. Nó vẫn về xỉu anh em nhé. Ván đầu tiên là thua 1 triệu. Về ngay con 10. À thì ra đây là mình đánh vào đây là đi theo cái cầu bệt anh em ạ. Mình sẽ bỏ cái cầu bệt ở đây nha anh em nhá. Mình sẽ bỏ cầu bệt và mình sẽ qua cái tài xỉu xanh. Làm về con 8 này. 8 này khả năng nó vẫn về xỉu đúng không? 5 xị. 5 xị 26.000 đồng này, số tiền lẻ này. Đó. Nếu mà thua thì ngày hôm nay mình sẽ thua được là 900k ở trong vòng 2 tay. Nếu mà thua nha anh em nha. Thôi rồi anh em ơi. Ok. Bây giờ thì mình lại qua tài xỉu đỏ này anh em ơi. Bỏ qua một tay tài xỉu đỏ này luôn. Thôi, nhiều ăn nhiều thử qua tài xỉu này nha anh em nha. Húp này anh em ơi, húp được 1.900.000 này anh em ạ. 1.950.000 đồng này. Ok rồi anh em ơi. Năm tay để anh em ạ. Năm qua được năm tay rồi. Con này về tài này. Năm nhít về tài này. Xem có ok hay không em ơi. Ngày hôm nay thì mình có mang cái số vốn là 8 mét các bạn ạ. 8 triệu vào con kim tài xỉu. Tài. Húp này anh em ơi. Húp được là 950.000 đồng nha các bạn nha. Thử tài 2 lít thôi. Thử tài 2 lít này. 4 lít luôn đi. Cho nó chặn cái số tiền. Húp. À, vẫn về này. Vẫn không về. Thì số tiền hôm nay mình đã lên được 9 mét rồi anh em ơi. Không về thì đã bắt tiếp. Đánh tài tiếp anh em ạ. 5 lít tiếp này. Đấy, bỏ qua cầu bệt này luôn anh em ơi. Bỏ qua luôn cầu bệt này anh em ạ. Đợi này anh em ơi. Nếu mà tay trên này tiễu về xỉu tiếp thì mình vẫn đánh về ấy nhá. Ô lại về xỉu rồi anh em ơi. Về xỉu rồi. Thử nha anh em nha. Ok húp này anh em ơi. Húp được là 1.900.000 nha anh em nha. 1.950.000 đồng này. Đó, ngon lành cành đào nha anh em nha. Là đã bẻ cầu thành công ấy. Mình khuyên là các bạn không nên bẻ cầu tại vì nó về 6 tay rồi anh em ạ. 5 đến 6 tay thì anh em có quyền anh em đánh anh em coi cầu anh em đánh một tay nha anh em nha. Về xỉu này. 5 lít này. Tài này anh em. 5 lít này. Thế con lẻ bao nhiêu? Con lẻ 4 lít đúng không? Ôi,
Đồ quay lại về ấy anh em ạ. Bỏ qua đã. Còn 1 lít này. À, vậy xỉu ơi, lại về 8 mét rồi anh em ơi, lại về 8 mét rồi. Cầu hôm nay vừa ăn liên tục lại vừa thua liên tục anh em ạ. Ảo thật. Đấy, cầu nó ngon này anh em ạ. Thánh tài này. Xem cầu trên này. Tài tiếp. Ok. Bây giờ thì mình sẽ trích cái số tiền nó sẽ như thế nào anh em nhá. Tài, tài. Tài, ngon, húp. 2 triệu này anh em ơi. 2 triệu 9 nhá. Nào hè 4 à. Từ từ anh em ạ. Ok luôn anh em ơi. Ok nhá, bây giờ thì mình sẽ chơi tay quấy. Nào hôm nay xem mình thế nào này. Nói chung ngày hôm nay thì bốn mình không nhiều đâu. Bốn mình chỉ 4 mét, mình lên 8 mét. Mình làm video thì nó cũng sẽ về con vốn cũ này anh em ạ. Mình làm sao ấy, mình đánh ấy thì mình vẫn để lại con số vốn cũ nha các bạn nha. Ok húp này các bạn ơi. Húp được là 4.777.500 đồng này. Nó lên là 8 triệu rồi này. Còn tay này thì sao này, tay này cho các bạn xem này. Xem này, xem này, xem này. Tại húp được 2 triệu rồi anh em ơi. Đó, là hôm nay thì mình cũng đã lên được là số vốn là 11 triệu 700 rồi. Và số vốn đầu ngày hôm nay mình chơi từ sáng là 4 triệu. Sau lúc sau là mình lên được 8 triệu, hôm nay mình đã lên được là 11 triệu 7. Đấy. Khá là ổn áp anh em nhá. Khá là ổn áp anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đánh một tay nữa anh em ạ. Một tay là số tiền lẻ ở trên đấy nha anh em nhá. Tải tiếp này. Một tay ở tại 403.000. Ok. Về ngay con số tiền cũ nha anh em nhá. Nếu không về thì nếu về thì ngày hôm nay là mình đã ăn được là 8 triệu. Còn không về thì nếu mà về thì mình ăn được tầm khoảng cỡ thêm 1 triệu nữa. Hơn ở là mình ăn được. Ok. Ăn được một tay rồi này. Thì mình trích xem hôm nay nó về ăn được con gì nha anh em nhá. Đó, một bên đã ăn rồi mà. Xỉu nè. Lên. Húp anh em ơi. À, ngày hôm nay thì cho như là mình đã ăn được là tự mình lên được thêm một ván anh em ạ. Tự nên thêm được thêm một ván ảo thật. Phải thêm một ván 300k nữa anh em ơi. Đúng không? Bên này 107 nữa thì đánh để chặn lại nha anh em nha. Mình đánh để chặn lại này. 171 này. Ok, chặn 12 triệu cho đệ tính anh em ạ. Cho đệ tính ngày hôm nay mình ăn được bao nhiêu nhá. Thì nếu mà về 12 triệu vốn cho vốn mình là 4 triệu. Trừ đi 4 triệu là còn 8 triệu. 8 triệu thì ngày hôm nay ấy là mình ăn được là 8 triệu à? Tính ra ngày hôm nay mình ăn được 8 triệu các bạn. Tài rồi. Ngon lành cành đào luôn anh em ơi. Thế nay thì còn cái gì mà không bằng nữa anh em ạ. Thêm tài trên này nữa thì húp luôn chứ. Húp luôn hai bên anh em ơi. Húp luôn cả hai này. Nói chung hôm nay thì mình ăn được 8 triệu 700 anh em ạ. 8 triệu 700. Và cái số tiền của mình đã lên được là 12 triệu 700. Rất là ngon các bạn nhá. Ok, chúc các bạn một ngày kiếm được càng nhiều tiền nha các bạn nhá.